Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay chia sẻ đến các bác và anh em một cái dòng chép sách tay mang thương hiệu là JBL. Vâng, mã là model là ST200 Plus. Vâng, bên em cũng vừa về xong thì làm clip quay cho các bác được nghe, trải nghiệm và chiêm ngưỡng. Vâng, thì cái hình dáng thì rất là đẹp các bác nhé. Về hình dáng rất là đẹp, bên em vừa về xong vẫn còn nóng hổi và làm video quay rất là nhanh cho các bác. Vâng, thì em về được có mấy đôi thôi ạ. Vâng, mấy đôi thì các bác làm nhanh tay thì hãy sở hữu nhé. Vâng, thì cái chất chép này thì bên em sẽ giới thiệu chi tiết. Vâng, đây em có một đôi đây nữa. Vâng, thì đây là cái cận cảnh đấy ạ. Cận cảnh đây là chép JBL đấy ạ. Đó, đằng sau nó được sở hữu cái phân tần chống cháy rất là độc dị, phân tần chống cháy rất là cao cấp đấy ạ. Và đặc biệt đây là đây thương hiệu JBL, mã là ST200 Plus. Công suất lực của nó là 400W và chiều kháng là 8 ohm. Đặc biệt cái dòng này sản xuất tại Mexico. Vâng, nhìn rất là đẹp, lạ mắt và chất lượng thì nghe cái chép này thì có gì đặc biệt ạ. Vâng, chân đế rất là đẹp. Cái này có thể các bác có thể vặn ra và có thể nâng được chiều cao nhé, nâng được chiều cao. Chân nó rất là hay, rất là tiện ích. Hình dáng thì phía ngoài được làm bằng gỗ cao cấp đấy ạ. Vâng, điều đặc biệt ở cái chép này, chép JBL ST200 Plus thì nó ở phía giữa đây có một cái hình đầu hỏa tiễn này. Đấy, rất là gấu. Vâng, xung quanh được làm bằng nhôm nguyên khối và được sở hữu một cái viền đen này tạo điểm nhấn này. Và phía trong này được tạo được mạ một cái lớp chrome này. Chrome đây là chrome dạng sần để làm cái bước là tiêu những cái giải âm gây chóe. Đó, đây là cái dòng này được mạ chrome rất là cao cấp. Sần cũng như là chúng ta nghe loa trong phòng mà chúng ta có những cái vật liệu tiêu âm ạ. Vâng, cho cái âm rất là êm. Và đặc biệt cái dòng này cũng vậy. Vâng, rất là êm, sâu và đặc biệt là nó sẽ tiêu âm những cái giải âm cao gây cho chúng ta chói tai. Để cái dòng này cho chất chép rất là êm, không bao giờ bị sắc. Đó, thì là cận cảnh. Đặc biệt là được sở hữu cái phân tần chống cháy này. Đây là cái đặc biệt. Chúng ta có thể cắm trực tiếp đây, được trực tiếp đằng sau loa, kể cả công suất lớn hoặc là âm ly công suất lớn đều có thể chơi được, không bao giờ cháy. Đó, made in Mexico. Vâng, đây là hàng sách tay. Mỗi lần về bên em chỉ được vài đôi thôi ạ. Vâng, thì số lượng rất là ít và đặc biệt là hàng cũng khá là nặng. Đó, vâng, đợi em chiếu quảng cáo. Vâng, thì đó là tất cả những cái phần nổi trội mà bên em đã kể ra cho các bác, được nhà sản xuất nghĩ và thiết kế ra. Tất cả những cái nổi trội nhất trong cái dòng chép cao cấp thương hiệu là JBL, mã là ST200 Plus. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm cái tiếng chép của cái đôi loa JBL ST200 Plus nhé. Vâng, nghe rất là tươi. Vâng, em cho toàn đi ạ. Vâng, rất tươi, tái tạo giải âm cao rất tuyệt vời. Đặc biệt là hỗ trợ cho những dàn karaoke thiếu giải chép trầm trọng. Chúng ta kết nối rất là dễ dàng, không bao giờ cháy thì chúng ta kết nối vô tư. Đó là điểm đặc biệt ở trên cái chép JBL cao cấp này, mang model là ST200 Plus. Làm cho to chép lên tí. Vâng, các bạn thấy không ạ? Vâng, rất tươi. Em cho sát vào tí ạ. Rất tươi, rất tí tách, tiếng nhạc cụ lên rất là sáng, đặc biệt là cái bài nhạc sáng hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ em thử tắt chép đi nhá. Vâng, em tắt chép đi này. Đây là cái phần em không dùng chép nữa mà em chỉ dùng chép của loa thôi. Đó, các bạn thấy không ạ? Vâng, thiếu chép trầm trọng luôn ạ. Rồi bây giờ em tăng chép lên này. Đó, đấy, rất tươi luôn.
các bác thấy không ạ? Vâng, cái tiếng tép nó giải âm cao, giải thanh cao, nó rất là tơi, mịn, sáng, nó không gây cho chúng ta chói tai. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, bây giờ tắt chép đi nhá. Đó, các bác thấy không ạ? Chép còn hỗ trợ rất là ít. Đó, bài nhạc nó bị là bí, tối, tối tiếng, nghe rất là chối. Vâng, bây giờ lại tăng lên cho các bác so sánh. Đây ạ. Đấy, các bác nhìn được từng cái tiếng nhạc cụ. Đấy, leng keng, lách cách, nghe rất là êm tai nhá. Vì nó được sở hữu cái chất mạ chrome này. Chrome này là dùng để tiêu âm này, tiêu những giải âm cao gây chói tai. Nó sẽ hấp thụ hết ạ. Và đặc biệt các bác, cái dòng này là không bao giờ bị cháy, không bao giờ chạy vô tư. Em đấu đằng sau đẩy 1000W đấy ạ. Em đấu đằng sau đẩy trực tiếp 1000W. Các bác thấy không ạ? So sánh một lần nữa cho các bác trải nghiệm nhé. Đó, em tắt hết chép đi. Đó, hết tiếng leng keng, chép vẫn còn nhưng rất là ít. Vì là đôi loa nó không hỗ trợ nhiều. Rồi em tăng chép lên tiếp. Đó, rất tơi tiếng. Rất tơi. Đặc biệt là nữa là nó được thiết kế cái hình quả chám rất là cách điệu, nhìn rất là mềm mại nhưng đầy sức mạnh phía bên trong. Đó, thiết kế hình quả chám rất là đẹp. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Vâng, em công bố như vậy. Vâng, em xin phép được dừng video. Vâng, các bác cũng phần nào được trải nghiệm được cái chép JBL model là ST200 Plus. Đây là phiên bản cao cấp dùng cho gia đình. Vâng, sau đây xin phép được dừng video ạ. Vâng, sau cùng em chúc cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, bác nào muốn sở hữu, các bác hãy comment số điện thoại phía bên dưới. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức và gọi điện tư vấn cho các bác ạ. Đặc biệt bên em nhận ship code toàn quốc các bác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.